Một cháu bé mắc hội chứng MISC hiếm gặp liên quan đến COVID-19 vừa được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tư nhân Hùng Vương, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cấp cứu kịp thời khi nhập viện trong tình trạng sốt cao, khó thở, phát ban đỏ da toàn thân. Được biết, bố mẹ của cháu mắc COVID-19 không điều trị mà tự khỏi, còn cháu bé không được xét nghiệm nên không xác định được có mắc COVID-19 hay không. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm và phát hiện cháu bé có tình trạng rối loạn đông máu, chức năng tim suy giảm. Đây là các dấu hiệu của hội chứng MISC. Ở nước ta mới chỉ ghi nhận rất ít ca mắc hội chứng trên. Chính vì số lượng mắc và ghi nhận quá ít nên rất khó chẩn đoán và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh tương tự khác. Đối với những người mắc căn bệnh này sẽ rơi vào nguy kịch và có thể tử vong nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị sớm. Các bác sĩ đã điều trị theo phát đồ của Bộ Y tế dùng kháng sinh, thuốc chống đông kết hợp truyền miễn dịch. Bệnh tình của bé được cải thiện nhanh. Hội chứng MISC là hiện tượng hiếm gặp ở những người từng mắc COVID-19. Tuy nhiên, một tỷ lệ rất nhỏ có những diễn biến phức tạp, nguy hiểm vì vậy mọi người cần cảnh giác và đi khám bác sĩ ngay khi có những bất thường để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra